Phúc có phút xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay đi lên cái trên đèo Pha Đin, bản là Lồng để bắt ốc. Đi xuống dưới này có xa không em? Còn xa nữa không? Chỉ có mới một đoạn thôi. Một đoạn thôi gì? Đây, bây giờ nó xuống ruộng này, mò nhá, mò ốc nhá. Ốc bản Lồng tỏa tình. Ốc mùa này chắc ốc bé đúng không? Bé thôi. Con ruộng thì người ta thì nó to nhưng mà chỗ em thì chỉ có nhỏ thế này, nó không biết kiểu gì đấy. À, hay là nó do cái rong cái rêu cái như kiểu là cái bèo này này gì ấy này có cái này này đúng không? Ừ, đấy có cái đấy là kiểu nó không được nám nhiều hay sao? Đúng rồi. Nhặt nhanh đấy chứ nhỉ? Có thì nhặt nhiều kiểu này nó nhỏ quá, nó to thì ốc này nó còn bé nhưng mà tầm tầm này cũng vừa. Tầm này nó cũng ăn ngon. Rồi. Quả to to thì nó lại có rất là nhiều con này lại không ngon mấy. Đúng rồi. Thế là cái khu ruộng này là toàn khu ruộng nhà mình hết hả em? Tôi thấy này, tôi hấp dẫn lấy khó tông trở lên cả nó hà. Cái này mà nó không có bèo này thì chắc là con ốc nó to lắm nhỉ? Tại nó có cái bèo cái sợ như kiểu bèo cái cây này nó là một chiếc áo với chóp 1 tỷ con à, tỷ phát kê tỷ con à. Cái này thì ốc này nhỏ không được lắm. Đúng rồi, ốc nó không lớn được. Nhận cái tiền mua đi, mua thôi hả? Nếu mua thôi lấy gì đó, lấy tàu nữa, lấy chỉ cho co he. Cái chàng thêm đá rồi đó. Ê, nó cho thật chàng thế nào lấy gì đó. Úc, cái thật chàng này nó thôi. Để nó tắt lấy chứ. Nó có một cái chàng này. Mà nó chết đến một con nó tắt. Ủa, có con gì kìa? Nhiều con cá nhỉ? Cá đấy. Đấy, con cá đấy. Đấy, con cá. Mò mò nào. Đấy là trước mặt em thôi kìa. Đấy đấy, đoạn đoạn đấy đấy. Đấy á. Bên kia. Đấy đấy đấy. Đấy
มาเต้นลูกเนี่ยผมเต้นลูกของมันตกด้วยนะน่าได้เหรอthế ao dưới này là không có mấy à? À vì cái cỏ này đúng không? Cỏ này nó dày. Được gần sắp đầy cái ấy chưa? Trên này là trời nó âm u một tí hôm nay. Trên nó so với chỗ khác thì nó lạnh lắm. Mà có lạnh như này trên này thì nó mới có cái ốc, con ốc này này. Ốc này là con ốc bản lông. Chính là con bé bé thế này ăn thì nó mới ngon, con to quá thì ăn nó cũng chẳng ra gì. Đây, chắc màu ốc xong à. Lên cái lán nương của thằng em. Trên này là vùng cao, cuộc sống bà con sống biệt lập, chỉ có mấy cái chòi để làm cái lán nước để ở. Đấy mọi người ơi, sau một thời gian đi mò ốc ở trên vùng cao, được từng này đây.
chặt đít xong là ấy là mà mình phải rửa qua hay nữa em? Rửa. Rửa bây giờ là rửa sạch thôi đúng không? Rửa sạch thôi. Thế là ớt gia vị. Ướp mà gia vị cho muối này xúc vào mình, à? Muối mình chế xong là ớt. Mang đi ớt là đi xào thế thế. Xào đúng không? Ừ. Thế là vòng mơn thế thôi. Vòng mơn thế à? Gia vị của nó thì cho vào là có cái mùi tàu này, sả này. Còn không có ớt, có ớt thì cho ớt vào nữa. Mà ớt này, ớt tươi thì không có. Chết hết. Nhưng mà nhà vẫn có ớt khô ấy gì? Ớt khô chắc là xem tí bác có. Ừ, phải có ớt khô vào, có chỗ ớt ớt chứ. Ừ. Cái ốc này là mình cái gia vị này là mình quyện quyện cùng trộn cùng để vào cái vỏ của nó đúng không? Ừ. Vừa ăn xong là vừa mút xong lại cái mút cung cấp cái vỏ ra gia vị của nó luôn nhỉ? Đấy. Đấy đấy, như thế đúng không? Mình không phải làm nước chấm hay cái gì nữa đúng không? Không làm đâu. Cái này nó đi xào thôi. Mình xào thế đâu, xào xong mình xào vừa hết thì mình nắp mặn trong này rồi đúng không? Ừ. Ớt khô. Rồi giờ tay vào. Bây giờ nó chít xoa một tí. Còn cái lá sả này thì cứ vứt vào đây cùng đi, để vào đây cùng luôn đúng không? Xào lên cùng đó để nó thơm ấy đúng không? Ừ. Cứ để đáy một tí để nó thơm xong là mang lên xào là còn mất đó. Để nó ngấm ngấm mà gia vị đúng không? Ừ. Ốc này là ốc trên vùng cao, nó ốc sống ở nước lạnh nhá. Ốc này không thì sống ở cái nước ấm ấm thì nó không ấy được. Trên vùng cao nó lạnh. Chỉ có một khu là nó sống ở khu nước lạnh một chút. Rồi đã bắt đầu cho lên xào đấy hả em? Xào đấy. Xào cho nóng qua một tí thì được đúng không? Để nó phải chảy nước ra đúng không? Nước nó phải có cả nước nó hay là xào không? Xào.
cái này mình phải xào khô đúng không? Xào khô là tí nó sắc có nước ra, nước khô là chín rồi. Ở đây nước nóng phải khô đúng không? Ừ. Đúng rồi thì nó gia vị các thứ nó ngấm vào hết rồi. Đây mọi người ơi, sau một lúc rang nhá, phải rang cái món ốc này là phải rang khô đi nhá. Đấy, rang khô gia vị nó ngấm vào nhá. Thì nó mới ngon. Ốc vùng cao này là ốc nó sống ở nước lạnh trên vùng cao này thì ngon lắm, tuyệt vời lắm. Ok. Xin mời tất cả anh em nhá. Dùng cái món ốc vùng cao cùng nhá. 손가락 찍고